Bắt đầu sau này mày bót nha anh em ơi. Bắt đầu anh em ơi, giải quyết thôi, giải quyết thôi. Ồ, con tim à? Mày ọp ảo ma đấy. Và việc thôi anh em, cho em xin một like nào anh em ơi. Anh em comment tương tác cho em xin một like anh em. Nhạc nhỏ cho nhạc to lên tí à? Ok, nhạc ok chưa? Nhạc ok chưa? Mình cho cái avatar của em bé đi chút à. Ok anh. Ok chưa anh? Ok chưa? Ok chưa anh ơi? Mày hơi ảo ma nha. Anh em rảnh tay cho em Trường xin một like, một lượt chia sẻ đi các anh. Hỏa à, bót hỏa. Kiếm. Ôi dồi ôi. Hỏa sát nội công ạ, mà lại làm chậm có hai xịch ạ. Cáu thế nhờ. Này hỏa sát nội công mà nó có hai xịch này, cáu thế nhờ. Em vừa mới đánh thôi anh ơi, em vừa mới vào việc thôi anh. Em vừa mới vào việc thôi.
Em vừa mới vào việc mà. Em đang đánh tí có em bảo, tí có em ơi. Hiện tại là em chưa có. Hiện tại là em chưa có anh ơi. Có thì em ơi. Quần áo nhiều nhờ. Quần áo vàng bạc nhiều nhờ. Trang sức nghe ít nha. Sao anh không mua luôn cái sinh cái choáng 40 luôn anh? Em có cái kháng hỏa 20 choáng 40 là anh Thành Nhi. Hello anh em, nhanh em cho em trường Simula anh em. Ok anh ơi. Anh em đẩy like, đẩy view giúp em cái anh em ơi. Anh em đẩy view, đẩy like giúp em trường cái. Mẹ nó chứ. Xét may mắn như thế này rồi mà. Xét may mắn cao mà sao đánh mẹ mày ọp, mẹ mày đuổi thế nhở? Xét may mắn cao mà đánh ọp nghe đuổi thế nhỉ anh em nhỉ? May mắn có phải thấp đâu mà ọp a đuôi nhỉ? Không cần sinh, không cần 30 đủ sinh lực, không cần tháo hỏa. À, ok anh, thế thì anh lượn thử shop tương dương trung tâm ấy, ở nhà môn ấy, xem có không? Em ngồi hết ở ngoài đó rồi đấy. Anh xem nó bán bao nhiêu, anh cứ múc đi xong rồi báo là em giá em trả lại anh tiền. Mộc à. Mộc à, cái mé nó kìa mà. Không phải là may mắn 10 mà là may mắn 1 kìa, cáu nhờ. Nó sao không phải là may mắn 10 cái lòng mắt cái nhẫn. Dạo rồi không có à, thế để tí em đánh đi. Hôm 300 này mày khoảng mấy kim thôi, hôm nay em đấu là em chả nhớ nữa, em đấu cái kia là 13 kim với cả lệnh bài cũ em vào chắc khoảng tầm gần 20 kim anh ơi. Gần 20 kim anh ạ. Má cái nhẫn cáu thế nhở. Đó, cho Nga Mi dùng được. Cho Nga Mi dùng. Nga Mi xe dùng. Cáu thế cái nhẫn. Má là may mắn 9 là binh rồi. May mắn 9 là binh rồi. Mẹ nó may mắn 1. Ớn thật. 222 em. Hello anh Green Quy nhá. Hello anh. Hello anh Dài. Mộc à. Lại nhẫn mộc tiếp này các anh ơi. Liệu cái nhẫn này có may mắn không các anh nhỉ? Nhẫn này may mắn không? May mắn chứ. Ui giời ơi. Mẹ mày phục hồi thể lực 5 điểm luôn. Mà ớn thật đấy. May mắn 1 luôn.
sinh ra nội lực mà không có sáng băng. Hello tất cả các anh nhá, hello tất cả các anh, chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ nha anh em nhé. Lâu lắm mới có chương trình bot để văn nghệ với anh em. Thật sự là rất xin lỗi anh em, bởi vì thứ nhất là điều kiện nó đợt này cũng hơi bị khan hiếm, và thứ hai là lượng lệnh bài bot em đấu không có lại. Hôm nay mới xin được một tool, thì hôm nay đánh để gọi là chống vã cho các anh nhá. Các anh nào mà yêu mến em Trường thì cho em Trường xin một like và một lượt chia sẻ nhé các anh nhá. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các anh rất nhiều ạ. Anh em cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ em Trường trong suốt thời gian qua nha anh em nhá. Một lần nữa thì không có gì. Một lần nữa thì không có gì ngoài gọi là lời cảm ơn chân thành nhất từ em Trường gửi đến tất cả các anh đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Các anh nào mà đang xem live của em mà có chơi trong server ấy, mà ví dụ như có đồ gì cần ấy, anh em có thể ui giời mẹ cái bao tay chạy ra đây em săn xem có cái gì anh em thích phát là em ấn cho anh em luôn ngay cái bao tay. Mà nó mà là kháng hỏa 25 thôi thì chết mẹ nó với em luôn. Nó lại là kháng hỏa có 1 điểm cáu thật. Hello 40 anh em cho em Trường xin một like đi ạ. Anh em chia sẻ đi cho em Trường, cho anh em nào chưa biết đến anh em có thể đi qua đi tham quan một tí. Ui thể lực 180, em tưởng là sinh lực 180 rồi, 30-20 này. À, cái áo 6 nhờ. Hello tất cả các anh nhá, các anh nào các anh rảnh tay các anh bấm chia sẻ và like cho em đi anh em. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các anh rất nhiều. Một cái like, một cái chia sẻ đối với các anh nó không là cái gì đâu, nhưng mà đối với em Trường thì nó là tình cảm của anh em dành cho em. Anh em nào mà bấm rồi thì em cảm ơn rất nhiều. Còn anh nào chưa bấm thì làm ơn kéo xuống dưới cho em Trường xin một like nhá. Rất nhiều hệ mộc hệ thủy luôn anh em. Hôm nay thì không lổ được mốc rồi các anh ạ. Hôm nay em đánh không lổ được mốc đâu. Nó chỉ vào khoảng tầm 350 con boss thôi, chưa lổ được mốc anh ạ. Nên anh em mình đánh gọi là đánh chống vã thôi nhớ các anh nhá. Nên nó hơi tiếc một tí là không lổ mốc. Hello 47 nha, nó xem like nhá. Các anh có thể cho em Trường xin một like nhá. Anh em cứ comment tương tác lên đây đi để anh em mình gọi là lấy tương tác với nhau cho nó vui vẻ anh em nhá. Anh em đừng ngại, anh em cứ tương tác đi, anh em cứ comment lên đi. Đừng ngại cái gì cả. Anh em mà ngại là anh em mình giết chết tình cảm của anh em mình đấy. Ôi giời mẹ quả dày. Cáu nhờ. Em cảm ơn anh Tùng Subin nhá. Em cảm ơn anh Tuấn Đinh. Khoảng dừng 2 tiếng. Em chỉ cần 2 giây thôi. Em cảm ơn tất cả anh em nhá. Anh em mình chỉ cần lên chào hỏi nhau một câu vui vẻ thôi. Em hút được cả lượng tương tác anh em mình lên. Đấy. Thế là nó ngon luôn. Em chưa có gì anh Minh Giang ơi, em vừa mới đục thôi anh em. Em vừa mới đục được khoảng tầm 30 lệnh bài boss anh Minh Giang ơi. Ma mày boss hỏa. Boss hỏa bây giờ nó quay lại cái thời kỳ một ọp anh em ạ. Boss hỏa giờ nó quay lại cái thời kỳ một ọp. Sợ thật.
Không đủ anh bad boy ơi, không đủ anh ạ. Hello 44 anh em. Anh em chia sẻ cho em Trường lên 50 view, đợt này view ít quá. Đợt này view đánh bot chậm thật. Đợt trước mỗi lần em đánh phải khoảng 200-300 view. Đợt này view tụt đi đâu hết. Chẳng lẽ bây giờ ngày nào cũng phải đánh thì đúng không? Anh em mới quay lại được. Chứ bây giờ kiểu các bụp thì anh em cũng ít xem. Hiện tại server giờ nó vào form rồi, nó vào 9 tháng rồi. Không lệnh là bài bot này đánh thì thật sự ra là đánh vui vẻ thôi chứ còn không còn cái gì nữa. Em cảm ơn Nguyễn Thành Phước nhá. Bây giờ lệnh bài bot đánh còn cái vẹo gì đâu. Đây chỉ đợi lổ hũ thôi chứ. Có nhẫn anh em ơi, có nhẫn có dây chuyền. Má phòng thủ vật lý 2 luôn. Má mày sợ nhờ. 25 để đuổi họp rồi. Ê cái gì đấy. 30-20. Má mày nhẫn nằm chậm 40 luôn à. Gắt nhờ, nhẫn nằm chậm 40 luôn. Tiếp tục. Ui xô. Cái gì anh ấy bảo gì? Em còn quan sát thấy một em được. Ok. Có thì vứt em đánh luôn cho nó vui. Ui giời. Mẹ. Ôi ai xem thì ném cho em Trường một like vào mặt đi. Em phải bật máy phụ lên để cho nó vào nhặt đồ. Được thầy lấy mất em chịu. Không, em đánh hộ là em trả chứ quan trọng gì. Đánh hộ là đánh hộ, em không quan trọng. Thời đầu mà ra mấy cái làm chậm là có tiền đấy mẹ. Giờ này thì còn đúng cái nịt. Cáu thế nhỏ. Ui thật là ói thế. Mà sinh lực nội lực luôn nè. Anh
Má mày cái bao tay này. Cáu nhá. Má cái bao tay cáu nhá. Bao tay cáu thật đấy. Ui giời mẹ từ con tóc. Kỹ năng vốn có đâu, em đâu có biết luôn, không biết kỹ năng vốn có đi đâu luôn. À, nó cáu thật đấy. Còn nắm một cái sợi dây chuyền gì bây giờ nhỉ? Chả cần dây chuyền gì. Ọp bây giờ cùi hơn mà. Ọp bây giờ hình như là gồ vào server bị bóp ọp lại hay sao ấy canh ạ. Ọp bây giờ hình như bị bóp ọp lại. Hôm nay là còn là lucky day, lucky đủng đấy chứ. Nó còn là lucky day luôn đấy. Mà còn bị bóp ọp. Em cảm ơn anh Nguyễn Lập nhá. Em cảm ơn anh Lập Nguyễn, Lập Nguyệt, Lập Nguyễn nhá. Cáu thế nhá. Làm nước cho đỡ cáu đấy. Mẹ cái ngọc bội này. Mẹ cái ngọc bội thủy này. Ngọc bội này mẹ vẫn có người cần luôn. À, bờ thì em quan trọng gì giờ phút này em đánh em không quan trọng bờ hay gì anh Tùng Su Bin hiểu không? Bây giờ quan trọng đánh ấy, là để anh em mình có cái để anh em mình vui thôi. Chứ còn đối với em bây giờ thì bờ hay là bụi thì nó cũng thế thôi. Đối với em bờ hay bụi thì nó cũng vậy à. Em không quan trọng bờ bụi, anh em hiểu ý em không? Quan trọng là tình cảm anh em nó phải như thế nào thôi, dư thế nào thôi. Chưa được gì anh Trúc Bùi ơi. Anh em rảnh tay bấm theo trường xin một like đi. Đánh hơn 50 cái lệnh bài mà chưa được cái con mẹ gì. Bằng mua bao nhiêu? Quan trọng là cái tình cảm anh em mình đánh để cho anh em mình có cái để xem nữa chứ còn bờ với bụi bây giờ thì đấy quan trọng.
Đúng không anh? Dù bờ hay bụi đấy anh em, mình vẫn là anh em mà. Nói ra bán lại mà dùng cái chuyện. Tao là phi hành gia. Ờ giày này được, giày này được này. Mẹ cho con thiếu Lâm dùng, con thiếu Lâm đang đi cái giày cùi. Em đang cho con thiếu Lâm đi cái giày cùi, em lấy cái giày này cho con thiếu Lâm đi, đổi giày cho con thiếu Lâm. Con thiếu Lâm em đang đi cái giày cùi vãi cả bìu. À mà kháo băng 20 luôn nè. Hello 46 anh em nha, anh em cho em Trường xin một like được không anh? Cái anh em phải hiểu là cái con thả ấy nó chả liên quan gì đến may mắn đâu anh. Nó chả liên quan gì cả. Em PT nó vào trong luôn PT nhá, em PT vào trong PT em luôn. Em ăn là lây tất luôn. Em để trong PT em ăn là lây tất luôn nhá. Em để trong PT tí em ăn là nó lây tất luôn, xem nó có ra cái gì không. Thế nó thực ra là nó chả ra cái gì bởi vì nó chỉ là cái thằng mở thôi. Nó chỉ là cái thằng mở thôi, còn cái thằng kết thúc mới là thằng quan trọng. Thằng mở thì nó không quan trọng. Hello 51 anh em cho em Trường xin một like cái nhẹ được không anh? Em cảm ơn tất cả các anh nhá. Anh em đẩy view giúp em được không ạ? Cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Anh em đẩy view cho em đi để cho ra nhiều siêu phẩm các anh ơi. Tâm Linh không đùa được đâu à. Ok anh ơi, ok anh ơi. Tâm Linh không đùa được à. Má quả áo ghê không? Quả áo ghê không? Mẹ quả áo ghê không? Ba ba anh Tín Nguyễn ơi. Ba ba bằng set của Sở Tinh Yêu luôn. Bằng set của Sở Tinh Yêu luôn. Phải thử, ok anh thử chứ. Em sợ gì em không thử đâu, thử luôn. Em ăn là may mắn tất đấy. Ok chưa? Đây, ác này may mắn hết rồi nhá. Mở bot mở biếc may mắn hết rồi. Tâm linh một khi đã đến thì quật hết rồi. Nhạc phê quá. Nhạc phê anh em bấm trong Trường xin một like đi anh em. Mà biết đâu tự nhiên ăn ra một phát lại mình ra đồ binh ọp luôn thì đúng được mày. Anh em mình ngồi cười toạc mồm đấy chứ. May mắn. Hồi xưa. Trưng. Ôi nhạc chuông kêu kinh đấy. Không đổi được anh Tuấn Đình ơi, không đổi được. Ôi nhở mẹ. Em quên đấy, để black là đen lắm. Red. Từ red nó mới đỏ. Tuổi black nó đen. Quên. Ôi có dây chuyền. Thổ à, kháng tất cả à. Kháng tất cả. Mẹ mày Big City Boy cái này mà không kháng tất cả nhỉ. Mà kháng tất cả thì có phải Big City Boy không mới chứ nhỉ. Kháng tất cả 15 là Big City Boy luôn đấy chứ. Araba. Ui dồi ôi thể lực 175 kìa. Ma mày chứ. Cáu thật đấy. Băng sát nội công cũng vất mê hả anh. Mà ui giời. Mẹ. Em phải bỏ một nhẫn may mắn để ra xong em lại đeo lại anh ấy. Cáu thật. Chối bỏ. Không cầu kỳ. Màu gì? Mày thằng ăn
Má nó chứ. Các thầy cho em xin một like đi các thầy ơi. Alo alo. Nghiện em không thể lào cai. Trai thẳng anh cứ đập luôn. Má mày vào vai rồi nhá, mà không lên gì là cút ngay. Ôi mẹ mày ọp ảo thế nhờ. Thử thả theo tâm linh như thằng như kìa. Như mấy lạc vào thế giới tâm linh xem. Lạc thả của gì anh? Đưa thả của gì? Thả của tâm linh là thả của gì anh? Mày nhạc nó vỗ kìa. Nhạc nó vỗ kìa, nó vỗ vào mang tay kìa. Chịu làm sao được. Năm hai năm ba hai bốn là như nào anh? Là răng kiếm em bình thường anh Sơn Nguyễn này. Các thầy bấm cho em Trường xin một like đi các anh. Ô ô kìa, sao lại cứ lên được một like lại tụt một like nhỉ? Anh em nào chơi kỳ vậy? Bấm thì bấm mà không bấm thì thôi, chứ bấm xong rồi lại hủy like đi thế. Thả năm con rồi hai á. Từ đây là đang ba nhá, ba này, bây giờ nó đang là ba nhá. Em thả năm nhá, bây giờ em thả lên năm nhá. Ba bộ ba này, 4 này, 5 này. Ok ok ok. Ở nhà nó dễ ngủ. Ở mình ngủ không trông ngủ anh ơi. Thề các thầy là chơi rất hay nhá, không bấm thì thôi đã bấm like mà lại còn hủy like đi, cáu thật. 523 rồi, ok anh ơi, hết tun 5 này rồi em mở 2 nhá. Hết tun 5 mở 2 xong mở 3 mở 2 4 like. Ok anh ơi. Bây giờ em đánh hết 5 con này đi, xong em mở 2 con đúng không? Thả 5 con chứ 3 con ít quá. Đam Thiên Nhận, Đam Thúy Yên nó cũng lâu mà. Anh Hoàng Quân, Đam Thúy Yên nó cũng lâu mà. Úi giời, bác phóng viên VTV1 đã ra đây rồi. Má mày tốc kìa. Em đánh hết 5 con này rồi em mở 2 con nhá. Đúng 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 bài chưa? Mẹ mà kháng đối 30 luôn kìa. Kháng đối 30 luôn kìa. Kháng lỗi 30 mà không có kháng tất cả. Cáu nhờ. Mẹ kháng lỗi 30 mà không có kháng tất cả nhờ các anh. Đùa. Quạt tiếc chả mát đéo gì. Quạt tiếc chả thấy mát đấy thì giờ phút này. 50 anh em xem mà không được 50 like cáu nhờ. Không kháng tất cả 10 đấy thì ôi rồi đúng không? Cần một cái nhẫn kháng lôi 30 nữa, đúng rồi, đúng luôn anh Trần Nguyễn, em đang cần một cái nhẫn kháng lôi 30 nữa luôn. À mày đúng đấy, thả quả quyết định thì hết mẹ nó tiền. Cáu thật. Má em thả đúng quả quyết định thì hết mẹ tiền vạn ạ.
is right on top. Ui dồi ôi, nhạc thế này thì chịu làm sao được. Thầy dùng hết nhân phẩm vào Quảng Ngọc Bội Lao Nhạc rồi giờ không còn đâu. Anh Lam Nguyễn ơi, nói thế là chết mấy em rồi. Nhân phẩm em còn nhiều mà. Mà nhân phẩm em còn một rổ mà. Ma cái Ngọc Bội Khang Bang 25 là ma đó chứ. Nó rơi ra cái gì đâu, rơi ra cái Ngọc Bội này cần ma gì nó đâu. Câu thật, hello anh Toàn Toàn nhá, hello anh, hello tất cả anh em nào xem like, anh em nào xem like thì cho em Trường xin một like cái nhẹ đi các anh ơi. À, mình nhạc thế lay cơ mà, nhạc nó đấm vào tai thế lay cơ mà, chịu làm sao được. Nhạc nó đấm inh ích vào tai. Mà các thầy không like cho em Trường nữa thì buồn. Ba con, ok chưa? Trời ơi mẹ mà nhạc ơi là nhạc, đấm dã man luôn. Hello Thanh Tuân, hello em. Không hề là chúa tể của chiếc lịt, em lại buồn cười nhỉ. Ôi thích. Mày lại bảo anh là chúa tể của những chiếc lịt, cáu tiết nhau. Cầm vất cá lên rồi, mẹ kiếp. Làm cuốn có là một tịt cho nó đỡ buồn nào. Anh em đẩy like, đẩy view cho em Trường đây nào. Yang Sang Chui. Có nhẫn nha. Có nhẫn nha, có nhẫn nha, phải mọc không? Xăm 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 thì xoay. Xoay mê nó kìa. Lại là 5 con tiếp 1. Sinh mực nội lực đều thế nhở mà không ra. Không, không có đâu anh Nguyễn Lam, mà Lam Nguyễn ơi, không có đâu anh ơi, không có đâu, không có đâu anh Giang. Các thầy bấm cho Trường xin một like đây. 53 anh em mẹ lên 53 like à, 54 like đi hoặc 50 like thôi, 53 số đấy không đẹp. Số 53 là cái số mẹ, là cái số thất thần. Ôi trời, dây chuyền, dây chuyền, dây chuyền. Mẹ mà ghê nha, ui giời ơi.
Ui giời ơi, mẹ nó kháng tất cả đâu. Là má nó kìa. Ơi còn quả nhẫn đây này. Sinh lực nội lực này. Được. Cáu nhờ. Cáu nhờ. Cáu thật đấy. Nhiều dòng thế mà đéo dòng nào ổn áp cả. Cáu thật. Hợp lý anh ơi. Chua quá, chua chát quá các anh ơi. Chua chát quá. Chua chát quá. Anh em like cho thầy có động lực nào, không 53 thì cũng phải 49 like chứ. 49 thật kìa. Má bây giờ mà 53 view mà 49 like thì đúng là ối rồi ôi luôn. Bell. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. 40. Ui đậu ma mày cái cây kích này. Đậu ma cái kích này anh em ơi. Đậu không? Anh em bấm trên trường. Xin quả mẹ mày ngất xỉu xỉu ngất cái. Mẹ cái kích. Khốn nạn thật. Thôi đừng có tranh viên tinh hồng của em. À, mày kích cáu nhờ. Thật kích thời đầu thì ối rồi ôi luôn cáu nhờ. Cáu anh Nam Nguyễn, cáu thật sự luôn đi chứ. Cáu không thể thể tả đâu hết được. Chưa chiều hello anh LSMT nhá, hello anh. Mà chớ trêu không biết để đi đâu cho hết. Em để ý từ nãy giờ mấy cái giày thổ không có giày nào có tốc độ di chuyển luôn. Em để ý từ nãy giờ mấy cái giày thổ không có giày nào có tốc độ di chuyển luôn. Mà mày táo nhờ. Anh em đẩy view lên cho em trường nào. Hay là em mở nhạc thể dục thì em đẩy view cho dễ nhá. À, quả nhẫn kim. Quả nhẫn kim thì trái hy vọng. Cô thể lực. Chưa được, chưa được gì anh ra xô ấy. Em chưa được gì anh ra xô ạ. Anh em nào vào sau thì bấm cho em trường xin một like nha anh em. Anh em nào vào sau thì bấm cho em trường xin một like cái nhẹ nha anh em. Em đánh như một lúc rồi anh Ngọc Lưu ơi.
còn hơn 100 lệnh bài nữa anh ơi. Nhẫn mộc 30 xin được 15 nào. Ui, nhẫn mộc 30 xin được 15 x à. Mà là ra cái nhẫn đấy là bình luôn đi chứ. 120 cái lệnh bài boss nữa anh Ngọc Lưu ơi. Anh em là vào sau bấm trong trường Simulai nhé. Vượt cho em con số 53 thì không đủ mốc anh ơi. Không được anh ơi. Thời 540 ngon. Nhưng mà lại không được. Anh em rảnh tay bấm cho trường Simulai cho vượt con số 53 đi anh em. Ba con số 53 nhìn kinh quá. Con số 53 nhìn ớn quá anh em ơi. Ôi giời ơi, kháng được 29, cái lỏng má nữa. Anh yêu em, ếch ộp, chộp ếch ương. Bật giao dịch lên em cho thiết là hán này, bật giao dịch lên em cho thiết là hán này. Chưa được gì anh bé Arum ơi, em chưa được cái gì anh ơi. Ôi, có lệnh bài boss luôn. Anh yêu em, yêu em nhất trên đời. Ếch ộp chộp ếch ương. Ếch ộp chộp ếch ương. Rằng anh yêu ơi. Bây giờ là ngồi xốp hết. Bây giờ mẹ phải nhặt đồ rồi ngồi xốp hết anh ạ. Bây giờ xốp còn bán được. Xốp bây giờ ngồi bán rồi. Xốp ngồi bán kiếm tiền vạn được rồi anh ạ. Chớ trêu quá, chớ trêu luôn anh Ngọc Liêu. Anh Dante chứ, anh Dante quá là chớ trêu luôn đấy chứ anh. Gọi là cáu không mê được. Cáu không mê được. Kim à. Kim bây giờ lại chả có gì hấp dẫn đối với em cả. Nói chung đồ kim thì chả có gì hấp dẫn đối với em cả. À, dây này bán được này. Đó là anh em tao ạ. À. Không anh em mày thì anh em tao chắc. Bây giờ mấy cái đồ vớ vẩn này ngồi bán shop được hết anh em ạ. Giờ đông anh em. Giờ đông anh em bán đồ dễ lắm. Anh tao. No. Mày mày nhạc hay quá. Có lẽ hello anh Võ Văn Thoại nhá. Hello anh Võ Văn Thoại, hello tất cả anh em nào chưa bấm like thì kéo xuống dưới bấm trong trường xin một like cái nhẹ nhá các anh yêu. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh yêu rất nhiều. Lại tinh hồng hôm nay nghe rơi ra nhiều tinh hồng anh em ạ. Ôi giời ơi,
Phục hồi đâu? Alo, alo, phục hồi đâu? Ủa, cái gì vậy? Má, mày sợ thật đồ. Ủa, cái gì vậy? Có dương thì tí mở cho anh em xem là được rồi. Ồ. 20-20 mẹ ạ, ghê không? Sinh lực 151 luôn kìa. Ô. À cho anh nè. Đại thành khổng phi ra đây là bỏ mẹ thôi. Nó phi ra đây là chết thôi. Thầy cho hỏi phát nữa mình bán nhầm đồ ngon AD. Không không anh ơi. Không. Đấy là lỗi do mình thì mình phải chịu anh ơi. Lỗi do mình là mình phải chịu anh ơi. Chứ không AD không tham gia vào cái vấn đề đó. Do mình ấn mà. Chứ phải do AD ấn đâu. Ví dụ anh đang đánh mà rơi ra đồ ngon mà bảo trì ấy. Anh không nhặt được ấy thì cái đấy thì may ra. Chứ còn bây giờ anh bán nhầm thì chịu, bán nhầm thì chỉ có chịu. Giờ em ví dụ em rơi ra kỹ năng vốn có em bán nhầm cũng không làm gì được. Không có thu hồi được. Mộc à? Lại là mộc à? Mày à mày. Hello 61 anh em nhá. Ồ tự nhiên view lại lên rồi. Anh em đẩy view cho em cái, cho bấm em cho xin một like nha anh em. Đẩy view đẩy like giúp em cái. Ui, hôm nay rơi ra nhiều trang bị quý hiếm thế nhá. Thủy tinh tinh hồng này rơi ra nhõa nhờ. Rơi nhõa thật đấy. Thủy tinh tinh hồng này rơi nhõa thật. Xong bot anh ơi, xong bot rồi khui anh Hoàng Nguyễn. Xong bot rồi khui anh. Bây giờ đang đánh đi khui. Bây giờ đang đánh đi về bắt em đi đổi xu xong khui nó hơi mệt. Để xong bot đi. Xong bot rồi anh em mình làm gì thì làm tiếp tập tiếp theo anh em. Mạnh à, kích tốc độ luôn. Giáng giữ vững tinh thần à. Má. Đâu rồi cái anh nào vừa bảo là xin cái nhẫn choáng 30 đâu ấy nhỉ? Anh nào xin nhẫn choáng 30 sinh lực nội lực cao rồi. Nhặt đi anh, nhặt đi. Măm. Măm đi anh ơi, măm đi. Măm đi anh ơi. Măm. Rồi, măm rồi, mổ rồi. Ok anh nhé, măm. Bổ ít dạ dày nhiều. Măm tạm. Dùng tạm anh nhé. Buột. Buột. À, anh đang thiếu đai lưng à? Thiếu đai lưng à? Để tí em phệt đai lưng cho. Tí có đai lưng em phệt cho đai lưng cho. Tí có đai lưng hòa thổ em phệt cho. Hello anh DTT nhá. Đời gập ghềnh thuyền thình tròng trành trong nghênh. Mai lại có clip thầy trường mếu máo trồng hợp đồ. Mượn xếp may mắn của Keng hả thầy? Đúng rồi anh ơi, điều gì còn chưa được gì anh Nguyễn Duy ơi. Em mượn app của Keng luôn đấy chứ. Còn mượn gì xét luôn, em mượn app của Keng luôn mà. Buột.
Mẹ mày tốc độ mộc rồi. Múc anh ơi. Hello anh Sang Quỳnh, em chưa được gì anh ơi. Sắp được một bộ lên đảo tẩy tủy rồi còn gì mà tàn. Đúng rồi, được, sắp được một bộ rồi mà. Anh Thiên Nhẫn đâu rồi? Bút. Áo này đổi được. Cái đai lưng này cùi bỏ mẹ xem. Không, em có than gì đâu, em thật em chả than gì. Em đâu xác định đánh bot đánh vui vẻ mà. Em xác định đánh bot đánh cho anh em xem vui vẻ mà. Chứ em không hề than gì đâu, được thì được, không được thì thôi à. Đúng tư tưởng của em là được, không được thì thôi à. Em không có gọi là suy nghĩ gì vấn đề đấy lặng lề đâu. Bây giờ không có gì phải lặng lề về vấn đề đó anh ạ. Anh em nó cứ đứng lên đây xem thiếu gì em vất luôn thôi. Không, server mới đâu anh. Server cũ anh. Chơi server mới là thấy mẹ luôn đấy chứ. Ôi, đây lưng ngọt phết này. Fuck you. 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 Sao? Sao ăn luôn? Ủa mẹ mà lô sát thủ mà đến lội tông luôn. Phú không đánh à? Không, Phú em không mượn Phú nữa. Em mượn ở bên này, em mượn được Nam Keng thì em mượn Nam Keng thôi anh thần tượng bóng đá. Ok anh, ok luôn anh Lam Nguyễn. Được thì chứ em chưa được gì anh Hải Nguyễn ơi. Chưa được gì anh em ạ, anh em là rảnh tay đi vào sau đi cho em gửi lời chào thân thương nhất tất cả anh em là vào sau nhá. Anh em là vào sau thì bấm cho em Trường Xin một like cái nhẹ nhá các anh nhá. Anh em nào vào sau thì cho em Trường gửi lời chào thân thương nhất nhé. Ui dồi ôi mẹ cái giày. Kinh khủng. Mẹ cái giày kinh khủng. Em ăn rồi anh Khang Phạm ơi, em ăn rồi này. Đây này, còn 29 phút này. Em vừa ăn rồi, còn 29 phút này anh này. Rồi, em ăn còn 29 phút này. Ôi giời, anh phóng viên VTV3 luôn. Đồng đấy. hello anh nhá. Hello anh. Em ở đây. Em còn 81 con nữa là hết rồi anh Sang Quỳnh ơi. Em còn 81 con nữa là hết rồi. Server này có ai đánh ra được đồ kỹ năng không? Chưa anh Lương Mạnh Hưng ơi, chưa có ai có anh ơi. Chưa một ai có luôn. Nói nhanh cho nó vuông là chưa có một ai có luôn. Chưa có một ai có luôn. Chưa một đồng chí nào có luôn. Ngoài chứ anh đâu có phải là dễ đâu anh, đâu có phải là dễ ăn đâu. Ôi con ngũ độc này sao nó đéo búp nữa này.
Mày à, mày hết mà la. Có cái lỗ má mày kìa. Hình như thầy phải ăn may mắn cho con đánh boss mới đúng chứ thầy. Ăn con nào cũng thế thôi anh ơi. Đều hiện quế hoa tiểu trên đầu hết mà con đánh boss em cũng ăn cả sao cả thiên sơn ở ác đó mà. Cái thiên sơn và cái quế hoa tiểu là ăn thông những ai trong PT là đều được hưởng hết anh ạ. Ồ đấy bố nào vừa lại ngứa tay lại bấm tụt một like của em rồi. Anh em nào vào sau cho em Trường xin một like nha anh em. Tự nhiên ác cất tiền vạn đi. Bây giờ ra áo chả mong gì mấy trang sức mới ra. Đúng rồi. Giờ quan trọng là mấy đồ trang sức anh ơi. Chứ áo ủng có thứ giờ cũng không quan trọng đâu. Điều quan trọng là đồ trang sức à. Đây là anh nha. Mà đánh mất hai từ anh em. Có anh ơi, có búp mà đây. Bánh răng bánh rủng đầy trên đầu đây anh này. Lệnh bài bây giờ giá 80 xu anh ơi. Lệnh bài bây giờ 80 xu một cái lệnh bài anh ơi.
Thằng băng 25 trúng được 40 luôn. Mẹ kinh không? Kinh không sao, không phải là cái thủy nhỉ? Nó là vũ khí thủy là binh rồi đấy. Nó là vũ khí thủy là binh rồi này. Mà nó lại là vũ khí thổ. Cấp kinh nghiệm á. Mọi người cùng chơi cùng chơi với nhau mà sao khác biệt? Khác biệt cái gì anh? Khác biệt cái gì ạ? Khác biệt cái gì anh Sang Quỳnh? Thành kinh nghiệm mà do người ta trên, em có trên đâu, em không có trên, em có trên đâu, em bỏ trên rồi mà, em có trên đâu. Quan trọng là người ta ai, các anh vẫn trên thì người ta vẫn lên kinh nghiệm, còn em không có trên nữa là em không lên. Má đéo có tốc kìa. Má mày lại chết con ngà mì tiếp kìa. Còn võ là mật tịch anh em ơi. Mà, vừa mới khóc xong được cuốn võ là mật tịch luôn. Em vừa khóc xong được cuốn võ là mật tịch luôn. 23:30 ở đây này, có anh này có cái đai lưng cho anh này này. Bây giờ chắc cũng được 2k anh ơi, chắc cũng được 2k. Đợi em tí nhé, bị đít ác rồi, em bị đít ác ngami rồi. Hai kim anh ơi. Ngọc bộ giờ cũng kén người thì người ta dùng test à? Đúng rồi anh ơi, ngọc bộ bây giờ cũng kén người à?
À, nó kiểu mấy lần cái mũ kiểu này rồi, khó chịu nhỉ. Ổn không? Ổn chứ anh Trần Phước Tâm? Ổn mà Tâm ơi, vẫn ổn. Mặt thầy hơi tiêu. Tiêu cái con mẹ gì mà tiêu. Vẫn tươi rơi rồi. Vẫn tươi rơi rồi. Ma cái nhân ảo ma Lazada thế nhỉ? Nhẫn này thì không cho được rồi, nhẫn này thì cho con tiên nhẫn dùng rồi. Nhẫn này em dùng, cho xe dùng. Nhẫn này không có choa nhá. Nhẫn này nhiều lúc là binh nha. xe dùng. Thứ hai thầy vẫn chơi. Thầy xoay cái bát hương cái ngồi một góc hơi lâu là như nào? Mày bát hương láo thật, mẹ cái cây người ta đẹp như thế, bảo bát hương cáu thế nhở? Các bạn bảo châu bây giờ là vàng là bạc. Nào nó nhặt ở đây mày. Vừa bán cái đéo gì 25 rồi. Em vừa bán cái gì 25 rồi. Hello Dương Tiến nhá. Em tin thầy nhớ lời gặp nhau. Ok Dương Tiến ơi. Em vừa bán cái đéo gì 25 đi nhỉ. Đậu má. Phải nhanh tay ngay mắt cái đéo nó bán nhầm cái gì 25 đi rồi. Ô, sức mạnh 19 để kích đồ. Sức mạnh 19 để kích đồ. Cái lỗ má nó đang cần. Xoay mông rồi. Thứ hai lệnh bài 100 xu nha thầy. Ok. Má 100 xu hơi căng đấy. Mẹ 500 lệnh bài 50 kim đấy làm ơi. Đái ra máu em ơi. Vừa phải thôi nhá. Chèn ép người vừa phải thôi nha. Em chèn ép anh vừa phải thôi nha làm nhá. Lịch là bao giờ? Tháng độc 25 à? Tháng độc thì không tiếc. Để đổi ra ấy thôi. Mười lăm hai mươi này. Mười chín mười bảy này sinh lực này. Ô đây được này. Mà làm thế anh cần đéo tiền mốc đâu mà đồ nó cứ đầy người này. Thể lực cao thế, từ sinh lực cao được bất cho anh kia. Chưa có siêu phẩm anh Cường Vũ ơi, bây giờ tìm siêu phẩm khó lắm anh ơi. Bây giờ em tìm siêu phẩm khó lắm. Đậu má kìa.
Đậu ba được kìa. May mắn lắm ạ. Đậu ma được kìa, may mắn lắm kìa. Cáu thế nhở. 9 điểm nó có phải là ngon không? Nó có 5 điểm. Dội quá, dội luôn đi. Cho để cho 9 cho 10 đi, cho 5 điểm cho cáu thật. Ma cái đào ra với tích sự đéo thì ui sát thương 30, tầng tốc 30. Ma mày gần xong rồi cứ chết thôi. Mạnh ăn được chứ, mấy con bot khổ này. Hello anh, hello anh yoga nhá. Anh Quyền à, anh Quyền yoga đây à? Anh Quyền yoga đây à? Anh Quyền yoga không? Cái quả yoga này là dễ anh Quyền lắm đấy này. Anh em nào vào sau cho em trường xin một like đi anh em. Em bảo ngay mà, đoán cái quả vào sau cứ yoga yoga là dễ anh Quyền lắm. Mạnh mà chết nữa tôi giết mày luôn đấy. Mẹ thằng nào đánh thằng đấy chịu thôi, cứ đánh cái thằng đứa bên cạnh. Đây 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 đây, phải con Gami của em. Ông em đã đổi là red, ông đã đổi thành black thế này. Ngày xưa thời 2K5, 2K6 chơi võ lâm nhớ đánh chết thằng kia lổ BK rớt cái áo thủy. Kháng hỏa 20 sinh khí tầm 1x, sinh lực 15x. Nó khóc lóc xin lại giờ nghe mới buồn cười. Mà cái thời đó đồ nó hiếm mà anh ơi. Cái đời thời đấy, thời VNG đấy thì đồ nó hiếm mà. Một món như thế thì nó chả quá là hợp lý quá gì nữa.
Ui rồi. Mà sinh lực cao thế. Mẹ làm cái ngọc bụi cao thật. Mày định ăn tao lần nữa à, con boss chó này. Hello Boom nha. Hello em. Mấy con boss là định ăn anh Boom ạ. Mấy con boss này là định ăn anh. Mày kinh không? Rất là nhiều đồ ảo thế nhỉ? Thế ra mấy món đồ ảo thật đấy. Làm keng mà đánh boss thì kiểu rồi trước chuyện ngoài xa. Sao may mắn hả? Ok anh ơi. Mẹ là còn tốn bàn la đấy. Ăn rồi anh ơi, ăn rồi anh ơi. Em ăn rồi, em ăn rồi, vẫn bình thường, vẫn bình ổn giá anh ơi. Hello tất cả các anh nha, các anh rảnh tay các anh bấm like cho em Trường đây. Khó chịu thế nhở, bực mình thế nhở. Ông gà giờ ra đồ tẹt này.
Thế thì còn nằm ăn cái mẹ nữa.